Trang điện án lượng Ok Rồi à, Bao nhiêu số chị đã nghe rõ Huy nói rồi Thì anh chị có thể là comment uh, số 1 ha Rồi, xin chào các anh chị Ok Rồi, à, trước khi bắt đầu chương trình Thì các anh chị có thể là uh, Cho một cái những gửi những cái lời Những cái thả tim Chúc mừng Cho thành công của doanh nhân, nhân Anh Quang Nam của chúng ta nha Rồi Rất là tuyệt vời luôn anh chị Ok Yes Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại cái Chương trình của mình hôm nay à, Hôm qua thì chúng ta đã phân tích Về Cái tư duy đầu tiên Trong 17 tư duy triệu phú À, đó là gì đó là à, cuộc đời của chúng ta là do chúng ta quyết định anh chị những người thành công về tài chính họ biết rằng bản thân họ làm chủ cuộc đời họ và cái tương lai của họ à, sâu sang hay nghèo khó thì nó đều đến từ những cái hành động những cái tư duy và những cái quyết định của họ ngày hôm nay Vậy thì à, cái tư duy tiếp theo Bây giờ chúng ta sẽ đến với là cái tư duy số 2 luôn anh chị ha. cái tư duy số 2 thì uh, uh, chúng ta sẽ thấy rằng là trong cuộc sống anh chị uh, nhiều khi chúng ta thấy nó giống như là một cái trò chơi một cái trò chơi uh, và trong cuộc sống thì nó có sẽ có những cái trò chơi khác nhau và uh, ngày xưa anh chị lúc mà khi mà chúng ta còn nhỏ thì chúng ta cũng ở đây có ai đã từng chơi những cái trò chơi dân gian rồi đó? À, khi mà chúng ta chơi những trò chơi như là bắn bi, à, trốn tìm, nhảy dây, à, hay là những cái trò chơi điện tử hoặc có thể là chơi những cái môn thể thao, đúng không? những cái môn thể thao hay là những cái trò chơi về cờ đúng không? thì à, chúng ta sẽ thấy có một điều rằng là khi mà chúng ta còn nhỏ chị thì à, chúng ta chơi những trò chơi đó có thể là với bạn bè của mình đúng không à, có thể là với người thân gia đình hay là à, những cái người khác và luôn luôn thì có một cái điều là gì đó là anh chỉ đồng ý với Huy rằng là khi mà chúng ta thắng đi thì nó có rất là vui đúng không và có thể là khi mà chúng ta thắng thì chúng ta sẽ có được những cái phần thưởng những phần thưởng phần thưởng dành cho người chiến thắng ví dụ như là một cái kèo bắn à, bi chẳng hạn thì cái đội nào thắng thì sẽ là à, có được đi của cái đội thua đúng không hay là ví dụ như một cái trò chơi nào đó à, kéo co ha đội thắng đội thua thì phải là dẫn cái đội thắng đi ăn chè chẳng hạn đúng không đấy thì hoặc là như thế nào đó thì có nghĩa là giờ chúng ta sẽ thấy rằng là trong những cái trò chơi như vậy thì à, luôn luôn sẽ có một cái điều đó là khi mà chúng ta chiến thắng thì chúng ta sẽ có được cái phần thưởng anh chị anh chưa đồng ý không? Yeah. Dạ. Phần thưởng thì dành cho người chiến thắng. Còn bị thua có phần thưởng không? À, thua thua thì không có cái gì tốt hết đúng không? À và có ai ở đây thích bị thua không? Dạ. Yeah. Có ai ở đây là thích bị thua không? Không ai thích cả đúng không? Chúng ta mong muốn sự chiến thắng. Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện. Vậy thì uh, cháu muốn hỏi chị rằng là trong quá khứ khi chúng ta chơi những cái game đó Chị và chúng ta có lúc có phải lúc nào mình cũng thắng không ạ à? có phải lúc nào mình cũng thắng không ạ à, à không, không không phải lúc nào chúng ta cũng chiến thắng là sẽ có ngày à, thắng ngày chưa thắng đúng không và à, khi mà chúng ta à, chưa thắng thì anh chị làm gì à, chúng ta có bỏ cuộc không ạ à? hay là chúng ta sẽ tập luyện, chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái bí kíp hoặc là chúng ta sẽ hỏi những cái người giỏi hơn mình, mình sẽ hỏi những cái bạn mà uh, chơi hay hơn mình, những bạn họ có những cái kỹ năng, họ có tuyệt chiêu, họ là hay chiến thắng đó, mình hỏi kinh nghiệm của họ và sau đó chúng ta sẽ trở nên giỏi hơn và chúng ta sẽ chơi hay hơn anh chị đồng ý không? Đấy, thì đó là cái nguyên lý chơi game ha yes à đó là cái nguyên lý chơi game à, đó là cái nguyên lý trong cái cách chúng ta chơi game những cái game khi mà chúng ta còn nhỏ anh và khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta vẫn tiếp tục chơi nhưng một cái trò chơi đó là trò chơi về tiền bạc anh chị ha đó là trò chơi về tiền bạc anh chị à, khi lớn lên chúng ta không chơi những cái trò chơi như bắn bi chúng tìm nhảy dây mà chúng ta chơi trò chơi, chơi tiền bạc và cái trò chơi này thì nó có một cái tác động rất lớn vào đời sống của chúng ta. thì khi mà anh chị để ý, thì cái trò chơi tiền bạc có một cái có một cái là gì tất cả một cái điểm chung của tất cả các trò chơi đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Nha. chỉ có người chiến thắng họ mới có phần thưởng còn những cái người mà thua thì họ sẽ không có phần thưởng chị anh chị có đồng ý không? đã phân thưởng chỉ dành cho người chiến thắng thôi. Và nếu như bạn chiến thắng cho cho về tiền bạc, thì phân thưởng ở đây là gì? À, bạn anh chị hãy thử hình dung trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta chiến thắng cho cho tiền bạc, thì chúng ta sẽ có những phần thưởng gì? Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ có những cái phần thưởng gì? Hãy thử hình dung rằng là ngay bây giờ lúc này đây. Nếu bạn chiến thắng trò chơi về tiền bạc, trò chơi về tài chính của chính mình, thì bạn sẽ có những cái phần thưởng là cái gì? Ở đầu tiên, đó là chúng ta có được cái sự tự do. Tự do ở đây là gì ạ? Tự do ở đây đó là tự do về tài chính. Khi mà chúng ta tự do về tài chính, thì chúng ta có thể là làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn đúng không? À, chúng ta không có phải là làm cái công việc mà chúng ta không yêu thích nữa. Chúng ta không phải làm việc vì tiền nữa. Nhiều khi, giống như ngày hôm qua huy có chia sẻ với anh chị, nhiều khi chúng ta buộc phải làm một số những cái công việc mà mình không thích, mình không có muốn làm, mình cảm thấy rằng là nó rất là, rất là không có tuyệt vời khi làm cái công việc đó, nhưng mà mình bắt buộc phải làm, bởi vì cơm áo gạo tiền. Nhưng mà khi mà bạn thành công về tài chính, bạn tự do về tài chính, thì chúng ta không nhất thiết phải làm những công việc đó. Anh chị có đồng ý không ạ? Đấy, đó là về cái tự do tài chính. Và cái tự do tài chính nó còn có một điều rất là hay ở đây, là gì? Ờ, chúng ta sẽ có thể là dùng cái thời gian của mình để có thể theo đuổi những cái mục tiêu, những cái ước mơ, hay là thậm chí là có thể là phục vụ những cái đam mê mà bình thường mình không có cái thời gian để làm cho những cái điều đó. Đấy. đó là về cái cái phần thưởng đầu tiên là sự tự do cái phần thưởng thứ hai là gì chắc chắn rồi cái phần thưởng thứ hai đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều thời gian gọi là tự do về thời gian đúng không ạ à tự do thời gian là như thế nào ô bạn có thể dành thời gian cho hỏi anh chị là bao nhiêu trong số anh chị ở đây là chúng ta làm việc quá nhiều chúng ta làm việc rất là chăm chỉ và nhiều khi anh chị chúng ta thấy rằng là cái thời gian mình dành cho người thân cho gia đình cho cha mẹ cho người chồng người vợ cho con cái của mình nó không đủ yeah. có thể là chúng ta làm việc nhiều quá và chúng ta nhiều lúc là cái cơ thể của mình nó quá là mệt mỏi đi thì đến những cái ngày mà nghỉ ngày cuối tuần nhiều khi là mình không thể nào mà dành thời gian lúc đó mình chỉ có nghỉ ngơi, mình chỉ ngủ, mình chỉ có đi chữa lành thôi chứ mình không thể nào mà mình dành thời gian để chơi với con của mình hay là dành thời gian để gặp gỡ những cái người thân của mình đúng không? đấy thì đó là cũng là một cái lợi thế của việc là khi mà chúng ta chiến thắng trò chơi về tiền bạc thì bạn sẽ có là dư dả cái thời gian để có thể dùng cái thời gian đó để xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng đặc biệt là với những cái người mà bạn yêu quý có đúng không? Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là cũng là một cái lợi thế tuyệt vời nhất của trò chơi về tiền bạc. Đó là nếu như chúng ta chiến thắng trò chơi về tiền bạc anh chị thì bạn sẽ có nhiều cái quyền được lựa chọn hơn. Bạn sẽ có nhiều quyền được lựa chọn hơn anh chị ha, hãy nhớ cái điều này, đây chính là cái điều cực kỳ quan trọng. Bạn sẽ có nhiều quyền được lựa chọn hơn. Ví dụ như bây giờ có thể rằng là uh, Huy và các anh chị chúng ta có thể là mình ăn tại một cái quán ăn ngoài lệ đường chẳng hạn đúng không? ngoài vỉa hè ngoài lệ đường và giá cả thì nó cũng không có phải mắc gì nó giá cả bình dân thì Huy vẫn có thể ăn ở đó anh chị cũng có thể ăn ở đó người khác họ cũng có thể rất nhiều người cũng có thể ăn ở những cái quán ăn nhà hàng như vậy đúng không? dạ yeah. tuy nhiên nên là nếu như bây giờ mình có dư giả về tài chính, mình hoàn toàn có thể là ăn tối trên những cái tòa nhà cao cao tập Hoặc là mình có thể ăn trong những cái khách sạn năm sao. Có thể mình được ăn trong những cái nhà hàng sang trọng đẳng cấp được những cái sao Michelin chẳng hạn. Đấy thì đương nhiên rồi những cái nhà hàng đó thì nó sẽ đắt hơn nó nhiều mà nó sẽ tốn nhiều chi phí hơn và và cái phí phục vụ của nó cũng service của nó cũng là tốt hơn rất nhiều anh chị có đồng ý không và đương nhiên rằng là cái lựa chọn của mình nó vẫn tuyệt vời không cái câu chuyện rằng là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là cái bữa ăn thường ngày của mình bây giờ mình đi chợ đi thì nhiều khi là khi mà mình thành công về tài chính mình dư giả về tài chính thì bao nhiêu số anh chị ở đây là đồng ý với huy rằng là chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để có thể là mua những cái thực phẩm chất lượng nhất tốt nhất cho mình và gia đình của mình dùng Có đúng không? À, tội gì phải dùng những cái đồ mà không chất lượng đúng không? và tội gì mà phải dùng những cái đồ mà nó rẻ tiền kém chất lượng? mình 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 mình, sự, mình, mình mua mình đi chợ mình mua hàng loại một luôn mua hàng mà chất lượng tuyệt vời luôn. Còn bây giờ nếu như mà tài chính của chúng ta bị eo hẹp thì sao? thì nhiều khi chúng ta buộc phải mua những cái uh, thực phẩm, những cái đồ mà nó có thể là nó, nó, nó cái giá nó rẻ mà, mà mình biết là tiền nào thì của nấy anh chị. Bây giờ anh chị cố tình không biết hay là anh chị có biết hay không? thì nó cũng luôn luôn có những cái sự kiện đó là những cái hàng nó không có chất lượng nó kém chất lượng ví dụ như là uh, mực đi thì người ta có thể là mực nó đã hư rồi nhưng mà người ta sẽ bỏ vào thuốc tẩy và người ta tẩy trắng cái mực đó và người ta bán đúng không? bán với giá rẻ hay là thịt bò chẳng hạn đúng không? thịt bò đã ôi thiêu rồi nhưng mà họ sẽ rửa những cái nước màu để cho là nó 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 khử mùi và nhìn nó như là thịt bò tươi vậy đó và họ bán ra những cái nơi đúng không? cho những người mà người ta không có điều kiện về tài chính thì mua những cái đó ăn vào thì sẽ không có tốt anh chị ha vậy thì chúng ta đều biết được điều đó mà cái chuyện đó là chuyện mà anh chị có thể lên trên các báo đài trên google trên youtube nó đầy ra vậy thì rõ ràng rằng là khi chúng ta thành công về tiền bạc thì chúng ta có thể lựa chọn mình có thể dùng những cái thực phẩm nó tốt hơn anh chị đồng ý không hay là một trong những cái cũng rất là quan trọng mà nó cũng gắn liền mật thiết với bản thân chúng ta tới cha mẹ tới vợ chồng tới con cái những người thân của mình đó là về cái gì cái chất lượng của y tế khi mà bạn thành công về tài chính dư giả về tài chính thì bạn có thể là gì ừ có cái điều kiện y tế tốt nhất chắc chắn rồi sẽ luôn luôn có cái điều kiện y tế tốt nhất ở đây có anh chị nào mà đã từng uh, đi vào những cái bệnh viện chưa nếu mà chúng ta đã vào rồi chúng ta biết đúng không khi bạn có tiền nhiều khi nó chỉ là một vài phút thôi nhưng mà nó cũng có thể là nó cứu được tính mạng của mình. Vậy cho nên rằng là đó cũng là một cái rất là quan trọng mà chúng ta có thể hiện tại khi mà mình đang khỏe mạnh mình không có nghĩ đến đâu nhưng mà tới lúc mà cần thì chúng ta sẽ thấy rằng là sức mạnh của đồng tiền nó sẽ có thể rất là có tác dụng. Anh chị, anh chị anh chị theo kiểu không? Dạ. Yeah. Và một cái điều nữa đó là chúng ta có thể biết rằng là the more you learn, the more you earn. Có nghĩa là gì? Bạn học hỏi càng nhiều thì bạn càng kiếm được nhiều tiền. Đúng không? Đây là một câu nói rất là hay. Rất là vô cùng nổi tiếng của tỷ phú nhà đầu tư lỗi lạc của nhân loại ông Warren Buffett không có cái khoản đầu tư nào mà nó quý giá hơn là đầu tư cho chính bản thân bạn bạn càng học nhiều bạn càng học hỏi nhiều thì bạn càng kiếm được nhiều tiền đó dịch ra cái câu của Warren Buffett là như vậy vậy thì bao nhiêu trong số anh chị ở đây đồng ý với huy rằng là chúng ta cũng mong muốn là cho con gái của mình có được một cái điều kiện học trong những cái môi trường tốt nhất. Nha. Yeah. Đúng không? À, chúng ta mong muốn con cái của mình học trong những cái môi trường tốt nhất. Ai ở đây muốn con cái của mình nó sẽ là sẽ sau này sẽ cực kỳ tài giỏi, cực kỳ xuất sắc. Cực kỳ opi. Đấy. Và bây giờ tôi mới hỏi, mới hỏi anh chị là bây giờ liệu rằng con bạn có thể có được cái chế độ giáo dục tốt nhất khi mà mình cho nó học trong những cái ngôi trường mà nó bình thường không? Đó. Có chắc được được không? Chắc chắn là không rồi đúng không? Rõ ràng là như vậy. Chúng ta đều thấy rõ ràng là như vậy anh chị. Vì cả như bản thân Huy ngày xưa và cho tới ngày hôm nay tôi là người nỗ lực nỗ lực rất nhiều trong việc học. Và vì là nhà tôi không có điều kiện cho nên là tôi không biết là trường quốc tế nó như thế nào. Nhưng mà tôi phải nỗ lực. Và vì là tôi nỗ lực cho nên tôi cũng được may mắn tôi cũng học được trường chuyên. Thật sự là như vậy bây giờ nếu như mà con của anh chị nó không nó không có đúng không? Nó 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 không có được cái sự hỗ trợ từ mình thì nó làm gì đây? Nó lại phải nỗ lực rất là nhiều đấy. Anh chị có đồng ý không? Và nếu như chúng ta có thể là gì giúp cho con của mình có được cái khởi đầu tốt hơn bằng cách là cho con mình học ở những cái môi trường tốt hơn, những môi trường quốc tế chẳng hạn thì có phải rằng là nó sẽ lớn lên, nó sẽ có một cái nền tảng tốt hơn rất là nhiều so với là những cái người bạn cùng chân lứa, Có đúng không? Dạ. Yeah. Một trong những cái mà Huy thấy rất là hay, đó là khi mà Huy học, uh, khi mà Huy lên đại học, đó, thì lúc đó là Huy có cái cơ hội là đi du học sang Úc. Đó. Thì mình thấy có một điều rất là hay, đó là những cái bạn sinh viên quốc tế, họ có rất là nhiều thứ mà khi mà mình học ở những cái trường bình thường, trường công thì mình không có mình không có cơ hội để có thể rèn luyện những cái đó và điều đó là một trong những cái điều mà nó hạn chế bản thân mình, mình phải nỗ lực rất là nhiều, mình phải đi học ở ngoài rất là nhiều để mình có thể là có được những cái kỹ năng mà đáng ra rằng là nếu như mà mình may mắn hơn mình học trường quốc tế thì có thể là mình sẽ không có phải là mất công như vậy anh chị ha thì chúng ta đều thấy đó là quyền được lựa chọn mà. Quyền được lựa chọn cho con của mình học ở môi trường tốt hơn. Vậy thì quay trở lại câu chuyện, đúng không Hay là về cái câu chuyện là gì? Ồ, bây giờ bạn muốn đi nghỉ dưỡng, bạn muốn đi du lịch thì sao? Đúng không? Ở đây ai ở đây là thích đi du lịch? Ai ở đây là người thích đi du lịch? À, chúng ta thích đi du lịch, đúng không Vậy thì bây giờ bạn hoàn toàn có thể được lựa chọn rằng là một năm, bạn đi du lịch là một lần hoặc hai lần hoặc có thể là tháng nào cũng đi du lịch anh chị mong muốn như thế nào ạ à? ở đây ai ở đây là muốn là làm việc 6 tháng đi chơi 6 tháng đấy <laughs> à. vậy, thì, vậy thì, thì, thì thì, rõ ràng rằng là rõ ràng rằng là, là cái cái người mà tài chính dư giả hơn cái người mà tài chính thoải mái hơn đúng không à? thì sẽ có thể là làm được điều đó đấy và thậm chí bạn không phải là chỉ đi những cái nơi mà ngoại thành hay là gần gần sáng đi chiều về mà bạn thậm chí có thể là bỏ ra cả tuần thậm chí cả tháng để có thể là đi chơi và đến những cái quốc gia khác đến những cái nơi tuyệt vời hay à, có thể ở trong những cái resort những cái khách sạn năm sao được tận hưởng trải nghiệm những cái dịch vụ tốt nhất nó tuyệt vời hay rất tuyệt vời chị? chắc chắn là nó vô cùng tuyệt vời đúng không? Yeah, chắc chắn là nó vô cùng tuyệt vời bởi vì sao? Bởi vì là mình thành công về tài chính, mình dư giả về tài chính, cho nên mình có thể làm những cái điều đó. và một trong những cái này ở đây cho hỏi ở đây anh chị nào đã từng đi máy bay? ở đây ai đã đi máy bay rồi? à khi mà chúng ta đi máy bay đó, thì nó sẽ luôn luôn nó sẽ chia ra là uh, những cái hạng ghế khác nhau, đúng không? nó sẽ có cái hạng ghế là economy và hạng ghế business ở một số những cái máy bay quốc tế thì họ sẽ có cái hạng ghế first class nữa đúng không à, nhưng mà bây giờ mình chỉ phân biệt giữa business với economy thôi nha đó là cái hạng ghế thông thường và hạng thương gia thì rõ ràng rằng là nếu mà bây giờ mình đi ghế 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 economy ghế thường đi ha ghế thông thường đi thì rõ ràng là nếu anh chị nào mà bay quốc tế chẳng hạn hay là mình bay trong nước chúng ta sẽ thấy có một cái điểm đó là gì? Đó là xếp hàng rất là đông. Đúng không? Mình xếp hàng rất là đông. Mình đứng có mỗi chân không ạ? Vừa xếp hàng đông vừa mỗi chân. Và đúng rồi, rất là mất thời gian. Và khi mà chuẩn bị lên máy bay thì sao? Thì người ta sẽ nhét chúng ta vào trong một cái xe đúng không? đó. bay trong nước ha. Nhét vô một cái xe. Beast. Cái xe đó chắc được có khoảng 20 người thôi. Nhưng mà họ nhét tới 70 người vô đúng không ở đây có ai đã đi rồi ừ nhét vô chật nít luôn không có thở nổi nhiều khi xui xui gặp chúng ông nào dơ nách lên đúng không rồi cho bạn đặc sản hôi nách xong luôn nó vừa nóng sài gòn vừa nóng vừa hầm trời ơi mà nó nhét vô cái xe có 25 chỗ nó nhét vô cho 70 người chịu nổi không đó rồi đi xuống ngồi ghế thì nó chật chội đúng không à ngồi ghế chật chội nhiều khi anh chị hơn anh chị ngồi cái ghế mà người ta có mấy người người ta nhỏ nhỏ con thì mình ngồi mình thoải mái hôm bữa tôi bị xui tôi ngồi chúng một vào một cái đứa quái mập tôi là thuộc dạng bự con rồi nhưng mà nó bự gấp rưỡi tôi nó ngồi một mình nó là nó ngồi chắc là phải ba ghế mới ngồi rồi và thế là tôi bị ép dẹp đép luôn Ừ. Mà may là cái chuyến bay đó là chỉ bay có 25 phút thôi. 25 phút đó tôi nhớ tới giờ luôn. Tại vì mình mình nghĩ 25 phút thôi thôi mình mình bay vé thường cho nó tiết kiệm đúng không? Ờ à, cũng cũng đặt tiết kiệm. Sau lần đó tôi tản luôn. Mình cứ nghĩ thôi bay 25 phút thôi thôi mua mua mắc làm cái gì, mua tiết kiệm thôi ừ, tại bay xa thì mình bay thương gia thì nó thoải mái hơn hai bay 25 phút thì ngồi chút xíu mà ờ, đi thương gia làm chi tốn tiền đúng không sau đợt đó là tôi sợ luôn mai mốt là không có đi 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 đi, đi vé đó nữa mai mốt là tôi tôi đi thương gia hết má ơi nó 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 đã nó đã chật như vậy rồi mà có 25 phút ngồi trên máy bay thôi nó còn kêu đồ ăn nữa nó còn kêu đồ ăn nữa nó kêu tiếp viên mang đồ ăn đến cho nó quá wow, chơi quá đất luôn ăn rồi 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 nào đó tôi mà tôi nhịp nét vậy sau lần đó là sợ luôn không 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 đi vé thường, thường, không đi vé general nữa sợ rồi ừ nhiều khi nhiều khi mình tiết kiệm mà cái tính tiết kiệm từ trước giờ rồi cho nên là nhiều khi thỉnh thoảng có mấy cái lúc đó mình thấy ừ thôi không không mình vậy nhưng mà bây giờ quay trở là câu chuyện bây giờ mình đi thương gia thì sao chỗ anh chị nào đã đi thương gia rồi tuyệt vời đúng không dạ yeah. rất là thích đúng không? đầu tiên là chúng ta sẽ đi cái cửa riêng chúng ta sẽ check in cái cửa riêng đúng không rồi sau đó chúng ta đi qua bên hải quan chúng ta đi qua bên cái chỗ mà người ta check passport đó thì thay vì phải chờ 30 phút thì sao mình đi thẳng vào luôn À, cái đi đường riêng luôn, đi đường chung với mấy bạn mà tiếp viên hàng không, đó. thích không? quá đã luôn không? rồi nếu mà đi trong nước á thì mình sẽ là được ngồi trên xe limousine đàng hoàng ha, có cái chỗ ngồi riêng luôn, đã đời luôn, tuyệt vời không ạ? À? và mình được ngồi, được lên máy bay đầu tiên đương nhiên là anh chị tới sớm thì anh chị có thể vào trong cái phòng lounge đúng không ạ? Phòng lounge, phòng thường gia, thử uh, vào đó ăn buffet, uống nước, wifi, tất cả nó đã bao gọn, bao trọn hết trong cái vé của mình, mình xài đã đời, mình ở đó mình ngủ luôn cũng được, mình ngủ tới giờ có người gọi mình đi, dắt mình đi, đúng không ạ? Để mình tới lớp mình đi ra ngoài, tuyệt vời đúng không ạ? Còn lên cái ghế thì thôi khỏi nói rồi, cái ghế nó bự gấp đôi cái ghế thường. Rồi tiếp viên trưởng sẽ là người phục vụ mình. À, cho uống nước cam, uống nước táo, cho ăn bánh, đúng không? Muốn đi xăm banh, uống xăm banh các kiểu. Trời ơi, đã đời luôn. Trời ơi, sao đã vậy? Có thích không à? Ừ. Anh chị nào mà đã từng mà có những cái trải nghiệm đó thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là mình có, mình thành công về tài chính, mình dư dả về tài chính thì chúng ta có quyền được lựa chọn để có thể ngồi ghế thương gia anh chị đồng ý không? Đấy, à, sắp tới à, sắp tới à, chúng ta câu lạc bộ chúng ta sẽ có cái chuyến đi Dubai đi, ơi à, bay à, Dubai từ à, Sài Gòn tới Dubai hết à, 6 tiếng đây, ơi ờ, ơi không? Đấy, ừ, sẵn sàng chưa? Đấy, à, coi coi ai sẽ đi thương gia đây đúng không? Rồi, vậy thì à, tiếp tục câu chuyện anh chị, vậy thì quay trở lại. Trò chơi về tiền bạc là một cái trò chơi mà chúng ta có thể thấy một điều là gì anh chị? Khi mà chúng ta chiến thắng trò chơi này thì phần thưởng nó rất lớn anh chị. Phần thưởng của trò chơi tiền bạc là cái phần thưởng lớn khủng khiếp. Có thể bạn luyện tập để bạn có thể tham gia vào một cái giải đấu cờ vua. Thì có thể là bạn chiến thắng được, bạn có vua vô địch bạn được trăm triệu cũng là để phần thưởng nhưng mà nếu như bạn tập trung bạn luyện tập để trở thành một bậc thầy kinh doanh một bậc thầy kiếm tiền một bậc thầy về kinh doanh và đầu tư bạn có thể kiếm được hàng trăm triệu dễ dàng có thể hàng trăm triệu một ngày chứ không phải là một giải đồng. tuyệt vời hay rất tuyệt vời và cái phần thưởng đằng sau đó là ba cái phần thưởng mà lúc nãy Huy đã nói với anh chị. Tự do về thời gian, tự do về tài chính và có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình. Anh chị không? Đấy. Cho nên rằng là trò chơi về tiền bạc là một trò chơi mà khi mà bạn chiến thắng anh chị, khi mà mình chưa chiến thắng thì có thể chúng ta sẽ thấy nó khá là chưa tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta chiến thắng trò chơi về tiền bạc anh chị thì có thể thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình, anh chị ha. Rồi vậy thì uh, uh, vậy thì điều này nó có liên quan gì tới tư duy triệu phú thứ hai? Cái tư duy triệu phú số hai là như thế này anh chị. Đó là cái thái độ khi mà tham gia vào trò chơi tiền bạc, cái thái độ của người chơi. Bởi vì có một sự thật. Là dù là bạn là ai. Thì hầu như tất cả chúng ta đều phải chơi trò chơi này. Hầu hết. Đúng không? Hầu hết tất cả chúng ta đều phải chơi trò chơi này. À, trừ một số những cái trường hợp đặc biệt thôi. Thì mới không chơi thôi. Còn hầu hết tất cả chúng ta buộc phải tham gia cuộc chơi này. Anh chị đồng ý mà. Bởi vì anh chị thấy rằng là chúng ta sống bằng cái gì ạ? Sống bằng tiền mà. Và khi mà mình sống bằng tiền thì sao? Mình sống bằng tiền thì mình, mình, mở mắt ra là tốn tiền rồi. Tiền điện, tiền nước, tiền ăn sáng, tiền cơm, tiền wi uh, wifi đúng không? Ừ, tiền sẵn xe, tiền chắc chắn là tốn tiền rồi. Mở mắt ra là tốn tiền rồi. Tất cả mọi người đều sống bằng tiền hết. Bây giờ không có tiền, không có sống được đâu. Vậy thì... Vậy thì đây là một cái cuộc chơi mà chúng ta phải chơi. Nhưng mà cái thái độ chơi ấy, thì nó lại khác nhau. Bây giờ chúng ta và nó sẽ có tổng cộng là năm cái thái độ, năm cái cách chơi trò chơi này. Trò chơi về tiền bạc có năm cách chơi, năm cái thái độ chơi. Cái cách chơi được cái thái độ đầu tiên ha, chúng ta nói thái độ nha. Cái thái độ đầu tiên đó là những người người ta không chơi. Bao nhiêu số chị biết những người này những người không chơi có nghĩa là gì đó là họ không có đi làm kiếm tiền gì hết họ cũng chả có phải là nỗ lực phấn đấu gì hết những người này là những người mà để cho người khác nuôi đó đây là những người để cho người khác nuôi ha à, để cho có thể là cha mẹ nuôi có thể là để chồng nuôi vợ nuôi con nuôi đúng không à, hoặc là để cho là nhà nước nuôi nó cũng có luôn ha để, vậy thì cái nhóm này là những người không chơi anh à, anh chị theo kiểu không dạ yeah. và họ không chơi thì họ sẽ là những cái người nếu như đứng về góc độ về mặt kinh tế anh chị thì họ là gánh nặng về kinh tế bởi vì rằng là họ không tạo ra thu nhập nhưng mà những người này họ lại tiếp tục tiêu xài. Họ vẫn ăn, họ vẫn uống, họ vẫn xài. Họ vẫn là cái người mà tiêu tiền. Anh chị đồng ý không ạ? Thì đó là cái nhóm đầu tiên là những người không chơi. Bao nhiêu số chị hiểu tới đây rồi comment tôi ạ? Yeah. Không chơi. Những người không chơi. Đấy. Cái, nhà, cái thái độ thứ hai là gì? đó là giả vờ chơi, giả vờ chơi là như thế nào? giả vờ chơi là những người mà chúng ta sẽ thấy rằng là uh, họ bên ngoài có vẻ như là những người này có vẻ như là họ đang rất là có cái uh, đang làm việc, có vẻ như họ đang làm việc, có vẻ như họ cũng đang phấn đấu, họ cũng đang tập trung kiếm tiền. Nhưng sự thật có phải như vậy không? À không. Cái nhóm người này á chúng ta sẽ thấy rằng là họ sẽ không có tập trung vào cái việc kiếm tiền. Họ sẽ không tập trung vào cái việc mà gia tăng thu nhập và cũng không có tập trung vào việc là tham gia trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Cái nhóm này nó là theo kiểu nếu anh chị để ý đó là những cái người này khi mà họ đến công ty thì nếu như mà không có sếp ở đó, không có lãnh đạo hay quản lý ở đó thì họ sẽ lướt tiktok có thể một số người thì họ sẽ đi cà phê cà pháo đúng không tám giờ có mặt công ty điểm danh một cái xong đi ăn sáng đi uống cà phê cho tới 10 giờ mới vô công ty làm ở cái chuyện này chuyện bình thường tôi 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 đã từng vào những cái doanh nghiệp rồi tôi biết hết đấy huy có một cái khoảng thời gian là huy đi khảo sát các doanh nghiệp lớn ở việt nam đó, rất là nhiều luôn rất là nhiều cái trường hợp như vậy luôn ha thì Rồi đó 10 giờ rồi xong rồi lên 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 công ty lên công ty lướt Facebook lên công ty lướt tiktok có việc thì làm xíu tới 12 giờ đi ăn cơm nhiều khi mới 11 giờ rưỡi là đi ăn cơm rồi đó rồi xong rồi chiều rồi thế này thế kia nó lại cứ tiếp ê à, ê à, à như một ngày á nhìn là thấy làm việc 8 tiếng đi nhưng mà thật ra á, họ chỉ làm việc chưa tới được một tiếng anh chị hiểu không đấy để những cái người thuộc dạng giả vờ chơi đó. hay là ở đây anh chị nào mà chúng ta ngày xưa chúng ta để ý á, ví dụ như là uh, giả vờ học của mày có nghĩa là thấy là có đi học đúng không thấy là là kem có mấy bạn đi học và uh, thấy có những bạn là 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 đi học, thấy có đi học thấy trong lớp có ngồi học, nhưng mà đâu có ngồi học đâu, đúng không? ờ, à, đâu có thật sự tập trung học đâu. thầy cô quay đi cái là coi như là lấy chuyện tranh ra đọc, thầy cô quay đi cái là lấy điện thoại ra bấm, thầy cô quay đi cái là coi như là làm việc riêng. anh chị có đồng ý không? Cho nên thấy ồ, sao thấy lúc nào cũng cũng thấy học hành chuyên cần mà sau mà lúc mà thi điểm thấp quá. Tại thật sự ta đâu có học đâu Giả vờ học Giả vờ làm việc cũng vậy Giả vờ chơi Giả vờ chơi trò chơi về tiền bạc Những người này Sẽ không bao giờ Có cái cơ hội được thăng tiến Những người này sẽ không bao giờ Có cái cơ hội để có được cái thu nhập nó cao hơn Và họ chính là Những nhóm người Mà có cái khả năng lớn nhất Sẽ bị Đào thải khỏi công ty, khỏi xí nghiệp, khỏi thị trường. Khi mà công ty, xí nghiệp mà gặp khó khăn, thì đây chính là những người đầu tiên sẽ được ra đi. Anh chị ha. Đấy. Thì đó là cái thái độ của nhóm thứ hai là giả vờ chơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại cái nhóm thứ ba. Cái nhóm thứ ba là gì? Là những người người ta chơi một cách hời hợp. Chơi trò chơi, chơi tiền bạc một cách hơi hợp anh chị. Hơi hợp có nghĩa là như thế nào? Chúng ta sẽ thấy rằng là nó cả vẻ là hơi hơi giống cái nhóm trước đúng không Nhưng mà cái nhóm này á, thì nó tốt hơn được một tí. Đó là những cái người này á, là họ cũng có một phần trách nhiệm. Có nghĩa là họ lúc mà họ cần tiền anh chị. Lúc mà họ thiếu tiền có thể là họ mắc nợ hoặc là thiếu tiền hay là họ có một cái điều gì đó mà họ cần tiền thì nhóm này sẽ rất là tập trung họ sẽ làm việc rất chăm chỉ họ sẽ rất là nỗ lực làm việc thiệt đó nha chứ không phải làm việc giả vờ nha rất chăm chỉ rất nỗ lực rất tập trung và thậm chí là còn rất là kỷ luật luôn anh chị anh chị thấy tuyệt vời không ạ à? à họ phải làm mỗi cách để có thể là kiếm được cái số tiền mà họ cần rất là tuyệt vời nhưng mà có một cái vấn đề của cái nhóm này là gì? Đó là nó không có bền. Nó không có bền anh gì. Khi mà họ vừa thoát khỏi, có nghĩa là họ vừa kiếm được số tiền đó hay là họ vừa mới là họ vượt qua được cái khó khăn đó thì lúc đó họ lại đâu vào đây. À họ lại thả lỏng, họ lại không tập trung nữa. Hay chúng ta gọi là những người này là dễ thỏa mãn. Họ dễ thỏa mãn với những cái kết quả nhỏ. Và chính vì vậy, cho nên là sao ạ? À? Không thể giàu có được. Không thể cho nên giàu có được bởi vì dễ thỏa mãn với những kết quả nhỏ. Không có liên tục và cũng không có đặt những cái mục tiêu cao hơn. Anh chị ha. Đây thì đó là cái nhóm và cái nhóm này rất là vui đó là gì à? sau một cái khoảng thời gian họ ù lì sau một khoảng thời gian họ tì trệ họ lại rơi vào đúng cái gì à? đúng cái hoàn cảnh trước đó họ sẽ rơi vào cái hoàn cảnh thiếu thốn trước đó thì khi đó họ lại tiếp tục quay trở lại có nghĩa là lúc những người này nó vui lắm. lúc thì thấy họ xuất hiện lúc thì không vậy đó lúc mà họ thiếu tiền sẽ thấy họ tập trung họ làm việc rất chăm chỉ nhưng cái lúc mà bắt đầu họ bắt đầu kiếm được tiền rồi thì sau đó họ sẽ lặng mất đúng không cho tới khi mà họ hết tiền thì họ sẽ tiếp tục quay lại làm việc Ờ à, cái nhóm này nó nó vậy đó ok cho chị đấy thì đó là cái nhóm thứ ba bây giờ chúng ta sẽ nói với cái hai cái nhóm cuối cùng thì bây giờ cái nhóm thứ tư là cái nhóm rất là hay và cái nhóm này thì huy đánh giá rằng nhóm này là những người rất là giỏi và cũng là những người có những cái phẩm chất rất là tốt rất là tuyệt vời luôn nhóm thứ tư là những người vô cùng kỷ luật họ kỷ luật họ cố gắng họ chăm chỉ họ kiên định họ kiên định và họ rất là bền bỉ luôn. những người này họ chuyên cần họ bền bỉ họ rất là nỗ lực họ chăm chỉ và họ cũng là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ tuyệt vời hay rất tuyệt vời yeah. nhưng cái nhóm này á lại thiếu đi một yếu tố và cho nên họ không thể giàu có được. Đó là cái thái độ của họ tham gia vào trò chơi tiền bạc để không bị thua. Cái nhóm này người ta có rất là nhiều những cái phẩm chất tốt nhưng họ lại lựa chọn là chơi để không bị thua. Họ sẽ chọn cái cách chơi làm sao để được an toàn nhất. Và đương nhiên rằng là an toàn là tốt anh chị. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng là nếu như an toàn quá mức thì nó sẽ không còn cơ hội. Anh chị có đồng ý không? Dạ. Ví dụ như bây giờ anh chị hơi nói một cái ví dụ nha. Giả sử anh chị mới nghe được một cái thông tin anh chị biết được một cái thông tin anh chị tham gia một cái buổi hội thảo câu lạc bộ doanh nhân chẳng hạn anh chị nghe được một cái thông tin mới Ờ, thông tin mà anh chị thấy rằng là sẽ có những cái cơ hội Kinh doanh về một cái mặt hàng hay một cái lĩnh vực gì đó đi Ok chưa? Đó Và bây giờ Mình có dám làm không? À cơ hội mới, thông tin mới có dám làm không? Và một số người thì họ sẽ nói là ờ, Tôi chưa thấy ai làm hết Tôi chưa thấy nhiều người làm tôi không biết chắc chắn là nó có thể tôi có thể làm được không tôi cũng thấy có người làm nhưng mà ít người làm quá và cũng có một vài người cũng thành công nhưng mà tôi tôi thấy là ít người làm quá. nên tôi chưa dám làm đợi cho tới khi nào mà nhiều người làm hơn đi tôi làm để cho nó chắc ăn ủa tôi hỏi bạn khi mà cái thông tin đó cả cái nước việt nam này biết rồi rồi người người nhà nhà đổ đi đi làm cái, cái cái làm cái đó thì còn cơ hội cho mình không mình cạnh tranh với người ta sao lại đúng không lúc đó hết cơ hội cho bạn rồi anh chỉ có hiểu bài học này không anh chỉ chờ cho tới khi mà mà nó nó chắc ăn hết rồi thì lúc đó nó hết cơ hội rồi lúc đó là thị trường nó đã bị bảo hòa rồi đấy thì nó là như vậy đó vậy thì Ờ, chúng ta sẽ thấy rằng là không nhóm người này họ có những phẩm chất những phẩm chất rất là tốt nha chăm chỉ kiên trì bền bỉ kiên định kỷ luật nhưng lại bị cái là à, sợ thua đúng không sợ thua Và tham gia cuộc chơi tiền bạc để không bị thua cái gì phải chắc chắn cái gì phải an toàn, cái gì phải đảm bảo thì mới làm. Và đương nhiên rằng là vì rằng là những người này như vậy, cho nên là nên là họ rất khó để có thể nắm bắt được những cơ hội để giúp cho họ đổi đời, anh chị ha. khó. và bây giờ chúng ta quay tiếp tục cái nhóm thứ năm. nhóm thứ năm là ai? là những người tham gia trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Nhóm thứ năm là những người tham gia trò chơi tiền bạc giành chiến thắng. Có nghĩa là gì? Cái nhóm này có đầy đủ những phẩm chất của cái nhóm thứ tư. Kiên trì, bền bỉ, kỷ luật, nhất quán, chịu trách nhiệm. Kiên định. Và họ tham gia để giành chiến thắng. Họ tham gia cuộc chơi này với mục tiêu là sẽ trở nên giàu có. Mục tiêu là làm giàu. Chứ không phải là kiếm tiền đủ sống. Mục tiêu là tự do tài chính chứ không phải là có tài chính. Anh chị có hiểu bài học này không? Đấy. Cái nhóm người này họ hướng tới cái mục tiêu cao hơn. Họ không phải, họ không lựa chọn là một cái người mà có thu nhập bình thường. Họ muốn thu nhập của họ nằm trong top 5%. Họ muốn họ có cái số tài sản nằm trong top 5% họ chọn sự giàu có và quyền năng lớn nhất của con người là gì? đó là quyền được lựa chọn chúng ta được lựa chọn cái cách sống của mình và những cái người này họ lựa chọn sự giàu có và có thể lúc mà họ bắt đầu họ không có cái gì cả họ không có kiến thức họ không có tiền họ không có mối quan hệ họ không có bất kỳ nguồn lực gì cả nhưng họ vẫn tin tưởng và lựa chọn trở nên giàu có và rồi họ trở nên giàu có. Có một cái câu chuyện mà Huy muốn chia sẻ cho các chị ở đây về cái tư duy này. Một cái con người mà có thể nói rằng là vô cùng, vô cùng, phải nói rằng vô cùng tuyệt vời. Cái câu chuyện vô cùng cực, cực, kỳ chuyện cảm hứng luôn chị. Ở đây bao nhiêu số chị ở đây đã và đã từng nghe tới cái tên Rockefeller. Yeah. Rockefeller Vậy thì Rockefeller là ai? Rockefeller là vua giàu mỏ và được mệnh danh là người giàu nhất hành tinh. Cái thời lúc ông ấy còn sống. Và Rockefeller anh chị xuất thân là ai? Là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo. Là một đứa trẻ con nhà nghèo anh chị. Và thậm chí rằng là Rockefeller khi mà đi học thì cũng không có đồ mới để mặc và mặc, mặc đồ của những cái anh chị em và của những cái uh, sự hỗ trợ từ những cái người hàng xóm tốt bụng. Và có một cái trải nghiệm trong cuộc đời của Rockefeller. Đó là trong một cái ngày khi mà ông ấy còn đang đi học thì cái chàng trai này, cái cậu bé này được cô giáo báo tin rằng là ngày hôm sau sẽ có một cái nhiếp ảnh gia đến chụp hình cho cả lớp của mình chụp hình kỳ yếu anh chị và cái thời nay thì chúng ta thấy rằng là cái việc đó là chuyện bình thường đúng không anh chị nhưng hãy nhớ là cái đó là cái thời của Rockefeller và đối với một cái đứa trẻ con nhà nghèo anh chị thì đó là một cái điều cực kỳ xa xỉ cực kỳ xa xỉ để có được một cái tấm hình và lúc đó thì À, cái cậu bé Rockefeller rất là hào hứng cậu bé hình dung tới cái cảnh là mình sẽ làm kiểu như thế nào mình sẽ uh, đẹp như thế nào rồi mình sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy cái tấm ảnh có mặt của mình mình sẽ đem khoe cho uh, người thân cho cha mẹ của mình uh, cho bà của mình để thấy được cái tấm ảnh đó nhưng mình nhìn mình thay như thế nào và tới cái ngày định mệnh cái ngày mà cả lớp đi chụp hình thì cái người nhiếp ảnh gia mới nói với cô giáo là gì cái có cái em đó mặc đồ rất là rách rưới lôi thôi chụp vào sẽ không có đẹp cho nên là cô mời cái em đó ra đi và cái em bị mời ra đó chính là Rockefeller bởi vì là không có đồ đẹp để mặc trong cái ngày chụp hình đó và đó là một cái tấm hình mà Rockefeller giữ lại. Mặc dù trong tấm hình đó không có ông. Để ông luôn luôn nhớ rằng đó là cái thời khắc quan trọng nhất cuộc đời của mình. Và ngay trong cái thời khắc đó, ngay trong cái thời khắc mà cái tấm hình đó không có không có nhân vật chính anh chị thì folder đã nắm chặt tay lại và đã tự thề với lòng mình rằng sau này tôi sẽ trở thành người giàu nhất hành tinh. Và không chỉ là những nhiếp ảnh gia sẽ đi săn đón ảnh của tôi mà sẽ là những cái những những họa sĩ nổi tiếng sẽ vẽ những bức chân dung của tôi. Mình sẽ trở thành người giàu có nhất hành tinh. Và sau này điều đó đã thành sự thật và Rockefeller nó không còn tên là tên của một người nữa anh chị nó là một biểu tượng cho sự giàu có anh chị ha đấy thì đó là cái câu chuyện về cái uh, tiểu sử ngắn về Rockefeller ông vua giàu mỏ và cũng là cái người giàu có nhất nước mỹ giàu có nhất hành tinh cái thời điểm mà ông còn sống anh chị ha và đó chính là lựa chọn anh chị lựa chọn chọn sự giàu có. Chọn sự giàu có. Tôi muốn hỏi anh chị rằng là ngay bây giờ ngay lúc này cái điều gì thôi thúc anh chị để chúng ta phát triển? Điều gì thôi thúc chúng ta để chúng ta lựa chọn cái cuộc sống giàu có? Hãy hỏi bản thân mình đi cái trò chơi về tiền bạc bạn có muốn chiến thắng hay không ai ở đây ra quyết định mình muốn mình sẽ chiến thắng trò chơi tiền bạc thì giơ tay và nó tôi đúng không ạ bạn có thật sự muốn chiến thắng không ạ à? bạn có thật sự muốn cái chiến thắng trò chơi về tiền bạc không ạ à? vậy thì vậy thì bạn còn chờ gì nữa mà không tham gia cuộc chơi và tham gia để giành chiến thắng đi có thể một số anh chị ở đây chúng ta đang thuộc bốn cái nhóm kia đấy hãy chuyển hóa mình thành nhóm thứ năm đi hãy tham gia trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng không phải là để không bị thua không phải là hời hợt hờ, không phải là giả vờ chơi không phải là không chơi nữa ma la để giành chiến thắng tham gia trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng và cái câu nói rất là nổi tiếng của Warren Buffett là gì? The more you learn, the more you earn. Bạn càng học nhiều, bạn càng hiểu biết nhiều, thì bạn càng kiếm nhiều tiền. Và chính vì điều đó, cho nên từ khi còn rất trẻ, từ khi còn nhỏ, và cho tới ngày hôm nay, Huy luôn luôn nỗ lực rất nhiều trong việc phát triển bản thân. Tôi luôn luôn nỗ lực rất là nhiều luôn Bạn không biết rằng là tôi nỗ lực như thế nào đâu Những anh chị nào mà chúng ta có cơ hội Mà gặp trực tiếp Huy Và chúng ta lắng nghe những cái câu chuyện Mà khi mà Huy nói chuyện với lại những anh chị chủ doanh nghiệp lớn Những anh chị mà sở hữu những cái tập đoàn Những cái doanh nghiệp triệu đô Trăm tỷ, nghìn tỷ Anh chị sẽ biết rằng là cái tư duy của tôi ở mức nào Tại sao có những anh chị lớn như vậy lại nghe Huy tham vấn? Bởi vì tôi biết cái điều mà họ không biết. Và làm sao để tôi biết những điều đó? Nó đến từ cái sự nỗ lực phát triển bản thân. Bởi vì khi chúng ta có tri thức, khi chúng ta có trí tuệ thì tri thức đó, cái tri thức đó đó anh chị, nó chính là chìa khóa của thành công. Nó chính là chìa khóa của sức mạnh nếu bạn có tri thức thì bạn đã cầm được chìa khóa thì cái ổ khóa mà nó đang khóa cái cánh cửa tự do tài chính của bạn sẽ được mở rộng ra và cái tương lai giàu có cái tương lai thành công cái tương lai thịnh vượng về tài chính của bạn nó ngay ở trước mắt khi bạn có được cái chìa khóa ở đây chính là chính là gì chính là tri thức chính là tri thức anh chị ha. Đấy. Và một trong những cái điều mà chúng ta có thể thấy được rằng là để một người có cái nhận thức về tài chính. Có cái nhận thức về thị trường kinh tế thì hoàn toàn từ năm 7 tuổi đã có thể học được. Rồi. Từ năm 7 tuổi là đã có thể hiểu được những vấn đề, những cái bài học liên quan tới tài chính và một điều rất rất là tuyệt vời anh chị, bao nhiêu trong số anh chị ở đây cũng mong muốn là không chỉ bản thân mình mà là cả con cái của chúng ta cũng được giáo dục về tài chính một cách chất lượng thì có thể giờ thầy nói tôi được, dạ. Yeah huy uh, có một cái đó là trong cái đợt offline vừa rồi thì cũng có rất là nhiều anh chị hỏi mình rằng là khi nào thì cái chương trình doanh nhân làm chủ cuộc chơi sẽ uh, bắt đầu một cái chương trình mới thì uh, huy hôm nay huy sẽ thông báo cho các anh chị đó là chúng ta sẽ uh, có cái chương trình doanh nhân làm chủ cuộc chơi vào tháng 9 ha, cuối tháng 8 đầu tháng 9. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 anh chị. À chính xác là chúng ta có cái ngày ngày 3 tháng 9 là chúng ta sẽ bắt đầu. 2 tháng 9 thì lễ rồi, mình cho anh chị nghĩ đó. Mà chính xác là ngày 3 tháng 9 chúng ta sẽ bắt đầu. Và cái nội dung trong cái chương trình doanh nhân lập cho cuộc chơi tháng 9 này đó là những cái nền tảng về tài chính cho giới trẻ. Và đây là cái chương trình đặc biệt Huy trực tiếp hướng dẫn cho các bạn trẻ, cho cha mẹ và cả con của mình. Đây là chương trình đặc biệt để cho là cha mẹ học, con học luôn. Đúng không? Để cho các bạn có thể rằng là có được những cái kiến thức đầy đủ, đúng đắn và hiểu biết để có thể 20 tuổi đã có thể trở thành triệu phú đô la. Không cần mà phải để lâu. Đầu tư cho trí tuệ từ khi còn sớm. 20 tuổi thành triệu phú cũng được. Không nhất thiết mà phải chờ cho tới 4-50 tuổi. Anh chị đồng ý không? Yes đang bây giờ đây là cái điều rất quan trọng đương nhiên thì đó là cái chương trình dành cho những chị trong cái nhóm này luyện doanh nhân dân làm chủ cuộc chơi đấy. thì huy cũng thông báo cho các anh chị để mình biết thì cái riêng là anh chị nào đăng ký vào cái nhóm này luyện doanh nhân làm chủ cuộc chơi ha thì chúng ta sẽ được học là cha mẹ học chung với con luôn đấy có nghĩa là mình cho con cái mình học chung với mình rất là tuyệt vời được không ạ thì nếu chị nào muốn tham gia đăng ký cho chính mình và con của mình thì anh chị có thể liên hệ với nhóm trưởng nhóm học tập để chúng ta có thể là đăng ký được không ạ rồi tiếp theo thì chúng ta đến với cái phần vẫn tiếp tục tham gia trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta đầu tư cho tri thức và trí tuệ thì chúng ta cần phải làm gì nữa? À, ngoài cái tri thức và trí tuệ ra anh chị. Thì chúng ta phải có một cái, cái cái gọi là cái 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 khao khát trong cái việc hành động liên tục. Hành động liên tục ở đây là gì? Có anh chị nào đã từng gặp và đã từng rơi vào cái trường hợp là tôi biết rồi không tôi biết rồi tôi biết rồi tôi biết kiến thức đó rồi tôi biết làm rồi nhưng cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi bạn câu hỏi thứ hai này nếu bạn biết rồi tại sao bạn vẫn chưa thành công nếu bạn nói bạn biết rồi tại sao bạn vẫn đang chật vật đặc biệt là trong vấn đề về tài chính tôi đã từng gặp rất là nhiều người nói rằng là cái đó tôi thừa biết tôi biết rồi cái đó tôi là chuyên gia rồi tôi giỏi rồi nếu như bạn thật sự biết tại sao bây giờ bạn vẫn còn nghĩ nếu như bạn thật sự biết tại sao bây giờ bạn vẫn nợ nần bạn vẫn chật vật về tài chính chị có hiểu không mà cái câu chuyện ở đây là chẳng biết cái quái gì cả bởi vì tri thức cái kiến thức mà không ứng dụng được không sử dụng được thì nó cũng là vứt đi thôi cái tri thức mà không dùng được thì nó cũng vứt đi thôi giống như một cái kỹ năng một kỹ năng mà tôi tin rằng là Đa số những anh chị ở đây Chúng ta đều có Nhưng không phải ai ở đây Cũng dùng cái kỹ năng này Anh chị biết kỹ năng gì không? Kỹ năng đọc Kỹ năng đọc của anh chị Mình có kỹ năng đọc Nhưng mà Cho tôi hỏi anh chị Tôi hỏi anh chị Sự khác biệt giữa người không biết chữ và người biết đọc mà lại không đọc là gì? Có khác nhau không? Đúng không? Cũng như nhau. Bởi vì bạn không chịu sử dụng cái kỹ năng đó. Mặc dù đó là cái kỹ năng mà sẽ giúp cho bạn thông minh hơn, sẽ giúp cho bạn tài giỏi hơn, sẽ giúp cho bạn có nhiều trí thức hơn và đó là một cái ví dụ thôi nhé huy đang nói về cái câu chuyện ứng dụng thôi vậy thì cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc anh chị những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng là tôi biết rồi hãy chiêm nghiệm lại xem là mình đã thật sự ứng dụng nó chưa mình đã thật sự làm chưa hay là mình chỉ biết rồi mình để đó thôi nếu chúng ta biết mà chúng ta để đó thì nó cũng chẳng khác gì cái người không biết cái kiến thức đó anh, anh chị có đồng ý không cho nên để chiến thắng trò chơi về tiền bạc thì cái thái độ của chúng ta đó là hai thứ thứ nhất là phải liên tục phát triển bản thân liên tục phát triển tư duy liên tục nâng cấp bản thân mình ngay cả cái điện thoại như thế này mà năm nào nó cũng nâng cấp năm nào nó cũng ra phiên bản mới vậy thì mình có cần nâng cấp không anh chị Ví dụ như bây giờ anh chị chỉ cần nhìn cái giá trị của cái điện thoại thôi. Những cái điện thoại phiên bản cũ thì giá cao hay thấp à? Nó bị mất giá đúng không? Nó bị mất giá theo thời gian bởi vì sao? Bởi vì nó không có được nâng cấp bởi vì nó luôn luôn có những cái phiên bản mới tốt hơn. Có thể cái điện thoại này ngày hôm nay nó là 50 triệu. Nhưng sau 10 năm nữa có thể nhiều khi là gì? ở ờ, cho cũng không ai lấy bởi vì là nó đã không nó không thể nâng cấp được anh chị có đồng ý không dạ vậy thì bây giờ mình đã hỏi bản thân mình những cái kiến thức ngày hôm nay mình có có thể mình ngon đấy nhưng nếu như bạn không chịu nâng cấp bản thân bạn bạn không chịu học hỏi họ phát triển thì có thể vài năm sau bạn sẽ bị tụt học thậm chí có một số anh chị hiện tại đã bị tụt hậu rồi. Chứ không phải là mình phải đợi đâu. Đúng không? Muốn biết mình có tụt tụt hậu hay không, nhìn kết quả. Nhìn cái kết quả trong cái công việc của mình. Cái kết quả hiện tại và cách đây một năm trước hoặc là sáu tháng trước hoặc gần nhất là cái quý trước là chúng ta thấy được liền cái kết quả của mình là do mình hay là do thị trường, là do mình hay là do công việc, là do mình hay là do những cái ngoại cảnh. Đúng không? Phải liên tục phát triển anh chị. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai hành động liên tục, hành động mạnh mẽ. Hành động liên tục, mạnh mẽ và nhất quán. Bạn phải hiểu một điều đó là hành động thì thắng không hành động bạn có tri thức, có trí tuệ bạn không hành động thì chẳng khác gì cái người không có. Bạn hành động mà bạn lại không có tri thức, bạn nhiệt tình nhưng mà lại thiếu hiểu biết thì sẽ dẫn tới phá hoại. Vậy cho nên chúng ta phải chọn cả hai. Chúng ta phải phát triển cả hai. Vừa nâng cao tri thức trí tuệ của mình và vừa liên tục ứng dụng những cái tri thức đó ứng dụng vào cuộc sống của mình ứng dụng một cái công việc kinh doanh của mình ứng dụng vào những cái quy vụ kinh doanh quy vụ đầu tư trong từng việc chúng ta làm thì mình mới mạnh lên được mình mới giỏi lên được và khi mà chúng ta giỏi lên chúng ta mạnh hơn chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ có những thành công lớn được không ạ yes Đấy. Hãy cho nên rằng là đó là cái tư duy số 2 của ngày hôm nay. Tư duy triệu phú số 2. Những người thành công về tài chính họ tham gia trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Anh chị ha. Tham gia trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Nếu bạn muốn chiến thắng trò chơi tiền bạc thì đừng chỉ chọn một trong hai. Hãy chọn vừa phát triển bản thân và vừa tham gia vào cuộc chơi ứng dụng đó được không ạ? Rồi, thì hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. À, một lần nữa thì Huy cũng nhắc nhở các anh chị à, cái lịch rồi đó, cái lịch của cái chương trình doanh nhân là cho cuộc chơi thì sẽ bắt đầu uh, vào cái chương trình uh, cha mẹ cùng con uh, thành tài ha. Thì sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 9. Uh, và bây giờ thì uh, anh chị nào muốn tham gia, đăng ký tham gia thì anh chị liên hệ với nhóm trưởng nhóm học tập để có thể là đăng ký được không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta kết thúc ở đây hay là các chị em vào cái chương trình Zoom tối ngày mai ha. chúc các chị em chúng ta có được một cái buổi tối, một cái giấc ngủ tràn ngập với ý niệm về sự thành công, Sao có, khỏe mạnh, lành lặn, thông minh, may mắn, tự do và hạnh phúc cho bạn ha. Hôm nay là một ngày thành công về tài chính. Hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công, bạn là người thành công. Xin ra trên đời chúng ta là những người thành công. Xin ra trên đời chúng ta là những người chiến thắng và hẹn gặp là bạn ở trên đỉnh Vinh Quang. Rồi chào tạm biệt các chị bạn. Siêu yêu quý chị bạn luôn. Bye bye.